Coi mãn cầu nè. Đi. À, đó là mãn cầu. Cầu nè. Wow, thấy không? See, in there. And the lad right here. Some right here. Whole bunch up here too. Right, isn't it? See? Right here. What is wrong? So this is a big one. A couple right here. Ở nhà trong bản cầu. Bản cầu tự mình chiết ra nè. Mình ghép. Mình ghép mới có ghép. Ghép có 5 mà. Mà nó ra đó. Ghép không nè. Đó. Cầu ghép. Ghép 5 ra. Để ăn hết mấy trái à. Còn mấy trái nó lại nhỏ. I hear too. Đây là bưởi. Cầu đây nữa. Trong này cũng thấy bự nè. Đó. Bự lắm á. Bằng cái điện thoại nè. Sí. Bưởi, mình có tất cả là 20 cây bưởi. Mãn cầu, bưởi, bưởi, mãn cầu, bưởi, bưởi, hai cái bưởi đây nữa mới trồng. Mãn cầu, thấy không? Mày ổ ong đứng cho nó cắn. Rất nhiều mãn cầu. Này bưởi nữa nè. Này mấy cây bưởi 1 2 3 4 5 cái mãn cầu lớn nhất lực ha. Mấy trái nè, đây mấy trái nè, nó mãn cầu đây nữa chưa hái. Cái này khoảng cả 100 cái. Mãn cầu, mãn cầu, mãn cầu. Mãn cầu này, mãn cầu bự. Trái này nữa. Không, trái này nữa. Mùa trước nữa. Đi theo. Mình có hai cái rây quay lần. Cái mang cầu này đấy, bữa ghép nữa. Ghép lại.
Mãn cầu đây nữa. Đi mãn cầu. Mãn cầu. Đây cây bưởi. Mình đi lấy thơ xong cái mình đi. Không có thơ. Đấy, xong mình ra ngoài sau lại hai driveway. Ok, đây mang cầu nữa. See. Đang ra trái. Cái này mình mới ghép hôm qua. Hai cây. Hai nhánh nãy cầu bự. Còn trăm chậu. Trăm chậu mới ghép. Mới ghép hôm qua. Mới ghép nè. Mùa này là chuẩn bị ghép rồi. Đây nữa. Right here. Up here, see. All right. Okay. Đây bưởi. Okay, cái này mang cầu. Mới thấy ba cháy hôm qua, bây giờ còn cháy đây thôi. See. Alright. Bye bye guys. Okay, bye.